Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu tóm được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ván cờ người có kết thúc sớm hay không? Mới giữa một nhiệm kỳ nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã vội vã họp bàn chọn nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Một nhiệm kỳ là thời gian để lãnh đạo ra chính sách phát triển đất nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ là tạo ra việc của các chính sách, là tính hiệu quả của công tác quản lý đất nước, quản lý địa phương hay là quản lý ngành. Ở các nước dân chủ, nhân sự của nhiệm kỳ tiếp theo được quyết định bởi kết quả điều hành quản lý đất nước. Việc chạy đua vào các vị trí quyền lực thì nơi nào cũng có. Tuy nhiên, ở xứ Tư Bản, việc chạy đua này là công khai và quyền quyết định là lá phiếu của người dân. Còn ở Việt Nam, người dân đã bị gạt ra rìa, nên việc lãnh đạo làm được hay không không quan trọng bằng việc củng cố quyền lực để tranh đoạt vị trí mới trong nhiệm kỳ tiếp theo. Mới giữa nhiệm kỳ mà đã lo tranh phần quyền lực. Chỉ có một con vật mới quay lưng trước nỗi đau của đồng loại để liếm láp bộ lông của mình, là câu nói của ông Tổ, chủ thuyết Cộng sản Karl Marx. Ông Marx chết cách đây gần 1,5 thế kỷ, nhưng có vẻ ông Marx biết trước tương lai. Câu nói trên giống như câu chửi của ông dành cho các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người mình hiện nay đang thờ cái chủ thuyết của ông ta. Nếu nói quan chức dưới chế độ dân chủ lấy việc lo cho dân làm thước đo thành công của sự nghiệp chính trị, thì ở xứ Cộng sản này, việc lo cho dân không được quan tâm. Các quan chức chỉ chăm lo nhóm lợi ích của mình mà thôi, nhét cho ngày nổi tiền vào chiếc túi của mình. Nhóm lợi ích mạnh thì cơ hội được cơ cấu lên cao chắc chắn còn cao hơn. Còn việc nỗ lực lo cho dân tốt mà không có thế lực đỡ đầu thì cũng như không mà thôi. Vì thế suốt 5 năm trong nhiệm kỳ, quan chức của Đảng Cộng sản chỉ lo liếm láp bộ lông của nó cho thật đẹp. Mới nửa nhiệm kỳ mà đã lo việc sắp xếp nhân sự là dấu hiệu của việc tranh quyền đoạt lợi từ rất sớm. Suốt nhiệm kỳ chủ yếu là lo đấu đá triệt hạ lẫn nhau để củng cố lực lượng. Ban đầu cái lò công trọng được dựng lên có vẻ là để làm sạch trong đảng, sạch trong bộ máy của nhà nước. Nhưng cuối cùng người ta mới vỡ lẽ ra rằng càng chống thì tham nhũng càng bùng phát mạnh hơn. Cái được cho đất nước thì không thấy, nhưng cái được cho phe cánh thì rất rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con cờ quan trọng của ông Phạm Minh Chính. Từ khi ông Phạm Minh Chính bất ngờ giành được chiếc ghế thủ tướng, hất Vương Đình Huệ ra thì Trung ương lại xảy ra kịch chiến. Trong vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khui và dần dần lộ rõ, các phe phái đang giành giật nhau từng chút một. Khi chưa kịch chiến thì doanh nghiệp thân hữu IC đạt đủ thứ danh hiệu, nào là doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất vân vân. Một doanh nghiệp với đủ loại huân chương, huy chương, bằng khen của đủ loại mọi cấp, bỗng nhiên bị truy bức đến cùng. Và từ đó, những tin tức từ bên trong tuồn ra cho thấy IC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhìn vậy chứ không phải là như vậy. Bên trong công ty IC có nhiều mối làm ăn rất mờ ám, thậm chí dính được cả việc nhập khẩu vũ khí. Còn nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây kinh tài của nhóm thân ông Thủ tướng trong Bộ Quốc phòng. Tóm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bài toán khó đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Việc trụ Tổng Bí thư liên tục đánh phá trụ Chủ tịch nước và trụ Thủ tướng sau đại dịch Covid là điều rất dễ thấy. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có trụ Chủ tịch nước ngã, chứ trụ Thủ tướng thì vẫn sừng sững đứng yên. Thông tin riêng cho Thời báo.de cho biết ông Thủ tướng là người chơi cờ người rất giỏi. Con cờ quan trọng nhất trong tay ông Thủ tướng không phải là các ông Bộ trưởng hay là Phó Thủ tướng, mà là một phụ nữ, một chủ doanh nghiệp, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con cờ mà ông Thủ tướng cần bảo vệ, ngược lại bà này là con cờ mà phe ông Tổng Bí thư muốn triệt hạ. Nếu hạ được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì rất có thể ván cờ chính trị giữa ông Thủ tướng và ông Tổng Bí thư sẽ được hạ màn sớm và nhân sự cũng được an bài sớm hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nếu tóm được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ván cờ người sẽ kết thúc sớm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những gì không dùng được luật pháp
thì công an dùng luật rừng. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, Bộ Công an thông báo là đã bắt Nguyễn Cao Chí vì chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Điều đáng nói là vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, ông Chí đã bị bắt nhưng Bộ Công an vẫn không thông báo chính thức. Vì thế mà trong suốt một thời gian rất dài, khoảng 7 tháng, báo chí trong nước đưa tin ông Nguyễn Cao Chí mất tích, khiến nhiều người cho rằng ông này đang bỏ trốn. Tùy tiện bắt ông Nguyễn Cao Chí nhưng để đến 7 tháng sau thì mới công bố. Việc công bố thông tin bắt ông Nguyễn Cao Chí ngay sau khi bắt là công việc đơn giản, tại sao Bộ Công an Việt Nam lại không làm? Việc bắt người giam hơn nửa năm mới công bố là việc làm xem thường quy trình tố tụng, xem thường pháp luật của nước Việt Nam. Giai đoạn này nếu ít người biết hoặc thậm chí không ai biết ông Chí bị bắt thì việc bảo vệ quyền lợi ông Chí không được đảm bảo, ví dụ không được thuê luật sư bào chữa hoặc việc giám sát quy trình tố tụng không được tôn trọng. Trong 7 tháng này, vì không thấy ai biết, bên công an rất dễ dàng sử dụng các thủ đoạn bức cung nhục hình đối với bị can. Chuyện công an ngày càng lộng hành phi pháp không phải mới diễn ra gần đây mà đã có từ rất lâu rồi. Chuyện công an bắt người cho côn đồ đánh trọng thương những người bất đồng chính kiến là chuyện bao lâu nay họ vẫn làm với người dân Việt Nam. Có vẻ như công an hành động theo phương châm những gì không dùng được luật pháp thì dùng luật rừng, chứ chẳng phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ gì cả. Đất nước này là cương quốc khẩu hiệu, họ tung ra đủ thứ khẩu hiệu, nhưng họ lại không thực hiện nếu không có lợi cho đảng. Đất nước và nhân dân bị Đảng Cộng sản đặt sau đảng. Mỗi khi Chủ tịch nước đọc diễn văn chúc Tết thì lại hô to rằng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, mặc dù là đời chủ tịch nào cũng vậy, đảng phải đứng trên nhân dân mới được. Công an được dựng lên là để bảo vệ chế độ đến cùng, với khẩu hiệu công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình, chứ chẳng phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ đâu. Sự tùy tiện đáng sợ của công an Việt Nam. Luật pháp ở nước này đã tạo ra là để đảng cùng làm công cụ trị dân. Với những người dân không làm gì sai phạm mà đảng vẫn muốn trừng trị thì điều tất yếu là phải dẫm lên luật pháp mà thôi. Bắt cóc chính là biện pháp này, vậy mà Bộ Công an lại dùng ngân sách bí mật để nuôi một lực lượng hùng hậu trà trộn vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để mà thám thính, mà dò la và chỉ điểm. Đã gọi là chấp pháp mà lại là có chủ trương phạm pháp, thì dù bí mật hay công khai thì lực lượng đấy cũng không xứng đáng được gọi là lực lượng chấp pháp. Với những người bất đồng chính kiến mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là thành phần phản động, họ đối xử rất tàn tệ. Công an thì lại không dùng luật là chuyện đã quen thuộc từ bao lâu nay. Tuy nhiên, giờ đây Bộ Công an lại xem thường quy trình tố tụng đối với những bị can bình thường. Không phải giới bất đồng chính kiến thì có thể nói lực lượng dưới tay ông Tô Lâm ngày càng lộng hành rồi. Một ông bộ trưởng bất chấp pháp luật quốc tế thì liệu ông ta có tuân thủ pháp luật Việt Nam được hay không? Hiện nay, cái ác của công an không được ngăn chặn bởi theo thông tin Thời báo.de có được, hệ thống báo chí quốc doanh chỉ được định vị là luôn phải bảo vệ công an. Công an cho dù làm bất cứ điều gì sai thì báo chí luôn phải có nhiệm vụ che đậy nó lại. Đây là một chủ trương vô cùng nguy hiểm. Chính điều đó đã dung túng cho thói vô pháp, vô thiên của ngành công an tại Việt Nam. Vào năm 2015, báo chí còn đưa tin rằng trong 3 năm có tới 226 người chết trong trại tạm giam, tạm giữ ở các đồn công an. Tuy nhiên sau đó thì những con số như thế biến mất khỏi các mặt báo tại Việt Nam. Nếu báo chí lên tiếng, công an còn có thể chùn tay, nhưng khi báo chí được chỉ đạo phải che giấu thì sự lộng hành của công an sẽ leo cao, không có điểm dừng. Cho nên ai lỡ bị công an bắt thì xem như đã rơi vào đầm lầy và hong hồm vào miệng cọp, chứ chẳng được ai bảo vệ cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin những gì không dùng được luật pháp thì công an dùng luật rừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.